Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Bác Hồ mong muốn gì mà lãnh đạo Việt Nam đòi hiện thực hóa. Những người Cộng sản thích ăn mày quá khứ, Đảng Cộng sản Việt Nam vận động liên tục việc học tập tư tưởng, đạo đức, lối sống của ông Hồ Chí Minh đã hàng chục năm nay. Song họ lại không nhắc đến phát biểu của ông Hồ Chí Minh về chống sùng bái lãnh tụ. Theo đó, tại Đại hội Đảng Lao động Việt Nam vào tháng 2 1951 ở Việt Bắc, ông Hồ Chí Minh khẳng định Bác, tức là ông Hồ Chí Minh, làm gì có tư tưởng, Bác nói và hành động hoàn toàn theo tư tưởng của Stalin và Mao Trạch Đông. Ai có thể sai chứ các đồng chí Mao Trạch Đông và Stalin không bao giờ sai. Đây là một trong những bằng chứng về sự ăn không nói có của những người Cộng sản. Bản thân ông Hồ Chí Minh đã khẳng định ông không có tư tưởng riêng, vậy thì bắt người ta học tập cái gì? Bài báo của báo Dân Trí nhắc tới phát biểu của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc. Nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Biden, vào ngày 8 tháng 9, báo Dân Trí dẫn lời lãnh đạo của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho biết rằng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden là cột mốc để thực hiện hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Truman vào năm 1946. Phát biểu của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc chỉ là một nửa của sự thật, song cũng làm nhiều người nhớ lại sự kiện lịch sử, đó là vào năm 1946 khi vừa mới thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông Chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã chủ động viết thư gửi cho Tổng thống Mỹ lúc đó là Henry Truman với hy vọng mở đường cho quan hệ Việt-Mỹ. Trước đó xuất hiện một tấm hình ảnh ông Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp và các lãnh đạo Việt Minh chụp chung với biệt đội Con Nai Mỹ là nhóm đặc nhiệm tình báo thuộc cơ quan tình báo chiến lược Hoa Kỳ OSS. Đội Con Nai được thành lập vào ngày 16 tháng 5 năm 1945 với nhiệm vụ chủ chốt là tổ chức huấn luyện quân sự, cung cấp hậu cần và y tế cho lực lượng Việt Minh của Hồ Chí Minh, đồng thời hợp tác với Việt Minh trong việc thu thập thông tin tình báo và chống Nhật trong giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Điều này cho thấy ông Hồ và Việt Minh đã từng có sự hợp tác trong một thời gian ngắn với Mỹ trước tháng 8 năm 1945. Được biết, đề nghị của Hồ Chí Minh nêu trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Truman vào năm 1946 không được phía Mỹ phản hồi, vì cơ quan tình báo Mỹ có bằng chứng cho thấy ông Hồ Chí Minh là Cộng sản. Ông Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Việt Minh với biệt đội Con Nai thuộc cơ quan tình báo chiến lược Hoa Kỳ vào năm 1945. Quả nhiên sau đó, với sự hậu thuẫn của Nga Xô và Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành chiến thắng trước người Pháp. Người Pháp thua trận buộc phải rút về nước. Lúc này người Mỹ lập tức nhập cuộc thay thế người Pháp trong vai trò ngăn chặn làn sóng Cộng sản đang lan rộng ở Đông Nam Á. Đó cũng là nguồn cơn của hơn 20 năm chiến tranh tại Việt Nam, từ năm 1954 cho đến năm 1975, với kết quả là hàng triệu người dân Việt Nam ở cả hai chiến tuyến đã bỏ mạng, đồng thời Hoa Kỳ và Việt Nam trở thành kẻ thù. Đến hôm nay, trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tới Hà Nội, nhiều người nuối tiếc cho rằng do sự khờ khạo của lịch sử tạo ra, khiến Hoa Kỳ và Việt Nam đã phải trải qua những trang lịch sử đau thương, trở thành thù địch rồi bình thường hóa quan hệ, và đến hôm nay lại quay trở lại thành đối tác chiến lược toàn diện. Dẫu biết rằng nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác. Song hôm nay nhìn lại, rõ ràng ông Hồ Chí Minh đã có một lựa chọn sai lầm chết người. Đó là việc ông lựa chọn của chủ nghĩa Cộng sản, đưa một chủ nghĩa lai căng không tưởng của Cộng sản Nga và Trung Quốc vào Việt Nam. Song cái sai lầm thứ hai của ban lãnh đạo Việt Nam sau đó là cách đây 37 năm, đó là vào năm 1986, bên bờ vực của sự chết đói, kiệt quệ, lãnh đạo Hà Nội đã nhận ra sai lầm của chủ nghĩa Cộng sản và quyết định thực hiện công cuộc đổi mới mà bản chất từng bước rời bỏ mô hình Xô Viết. Khởi đầu là xóa bỏ kinh tế tập trung kế hoạch hóa, chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Sai lầm của họ là không cương quyết đổi mới triệt để, đổi mới luôn cả thể chế, chính trị. Ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hoa Kỳ Biden tại lễ đón tiếp vào ngày 10 tháng 9 ở Hà Nội. Phải đến hôm nay khi Tổng thống Mỹ Biden đến thăm Việt Nam thì người ta mới vỡ lẽ
và mọi thứ đã vỡ òa khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tuyên bố thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam và Mỹ lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Dân chúng lại có hy vọng cả chính trị và kinh tế Việt Nam sẽ bước sang một chương mới trên cơ sở hợp tác với Hoa Kỳ ở mức độ cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Nhìn lại rõ ràng, người Việt Nam nhớ ơn Bác Hồ chỉ vì Bác đã biến dân tộc này thành con kiến bò quanh miệng chén hay sao, để rồi mục tiêu chủ nghĩa cộng sản sau gần 70 năm lại quay trở về nền kinh tế tư bản, thì có gì để gọi là hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ? Nghĩa là Bác Hồ có công đưa đất nước và dân tộc Việt Nam đi một vòng qua một chặng đường dài, gian nan, trắc trở, hàng triệu mạng người đã phải chết để trở lại điểm xuất phát ban đầu. Do đó, ông Hồ Chí Minh và ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về việc kéo lùi lịch sử dân tộc gần một thế kỷ là điều không phải bàn cãi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Bác Hồ mong muốn gì mà lãnh đạo Việt Nam đòi hiện thực hóa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vai trò của ông Tổng Bí thư Trọng với sự thăng tiến bất thường của bà Phạm Thị Thanh Trà. Lâu nay ở Việt Nam, câu chuyện điếu ủy ban là đề tài được nhiều người quan tâm đàm tiếu. Khái niệm này dùng để chỉ những người phụ nữ dùng sắc đẹp để mà quyến rũ các ông anh có quyền lực, giúp bản thân kiếm trác danh vọng, tiền bạc và thăng tiến. Ở Việt Nam hiện nay có những chính khách lớn là phụ nữ. Năng lực của họ hầu như không có gì nổi trội, song lại làm điếu ủy ban, họ có thăng tiến nhanh đến chóng mặt, bất ngờ. Mới đây vào ngày 10 tháng 9, tờ báo Dân Trí cho biết Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà có công văn gửi các bộ, ngành, đoàn thể, trung ương và địa phương yêu cầu phải lấy ý kiến nhân dân về các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và không đề nghị khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể cá nhân không do Bộ Nội vụ, ngành, quản lý, chuyên môn theo ngành dọc. Bộ Nội vụ yêu cầu phải lấy ý kiến nhân dân về các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Những quyết định chỉ thị kiểu tào lao như vậy do thiếu tầm nhìn, thiếu sự sáng tạo lại là chuyện thường xuyên gây cười trên mạng xã hội. Mới đây nhất là câu chuyện khắc nhập, khắc xuất. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị sát nhập các quận, huyện trên cả nước nếu không đáp ứng tiêu chí về diện tích và dân số. Đó là lý do khiến cho quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một đơn vị hành chính danh tiếng và có lịch sử lâu đời tại thủ đô, cũng thuộc đơn vị hành chính phải sát nhập. Đây là hậu quả của cái tư duy quản lý nhà nước coi thành thị cũng như nông thôn, cứ đưa dựa vào tiêu chí diện tích và dân số, không đủ thì nhập vào, vượt quá là lại tách ra. Trước đó vào ngày 9 tháng 3, Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ công chức bị kỷ luật thì tự nguyện tinh giảm biên chế. Đề xuất này được đưa ra bởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, theo đó đề nghị bổ sung trường hợp là cán bộ công chức viên chức trong thời gian bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo thì tự nguyện thực hiện tinh thần tinh giảm biên chế thì sẽ không bị kỷ luật. Ý tưởng đó giống ý kiến của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng nếu cán bộ thấy có khuyết điểm từ chức thì như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn và cũng không mất các chức vụ. Đơn cử một vài dẫn chứng như trên có thể thấy khả năng và trình độ của bà Phạm Thị Thanh Trà không thể đáp ứng được vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bởi vì Bộ Nội vụ là cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành lĩnh vực, tổ chức hành chính sự nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương, địa giới hành chính, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước để thấy hết tầm quan trọng của bộ này. Theo lý lịch trích ngang, bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê tại Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tháng 9 năm 1985 đến tháng 9 năm 1997, bà là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Vậy mà bất ngờ, kể từ tháng 12 năm 1999 đến nay, bà Trà đã vọt lên chức Phó Chủ tịch huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
rồi kể từ đó cứ ngày 1-2 năm lại thăng tiến đến những bậc thang quyền lực cao hơn mà người bình thường không dám mơ tới. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Vào tháng 11 năm 2000, bà là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên Yên Bái. Tháng 2 năm 2022, bà là Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái. Tháng 1 năm 2006, bà là Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái và Bí thư Thành ủy Yên Bái. Vào năm 2015, tại kỳ họp bất thường thứ 13, bà được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Yên Bái. Bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi xảy ra sự việc, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đỗ Cường Minh dùng súng bắn chết Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường và Chủ tịch tỉnh Ngô Ngọc Tuấn tại phòng làm việc rồi tự sát. Vào ngày 2016, tại Đại hội Đảng khóa 12, bà được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng. Đến trước Đại hội 13, Bộ Chính trị bổ nhiệm bà giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Tại Đại hội Đảng bộ khóa 13, bà được bầu làm Ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13. Đồng thời, bà được Quốc hội khóa 15 bầu làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Có những tin tức khả tín cho biết, tại Đại hội 14 sắp tới, bà Trà có thể được cơ cấu giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Theo thông tin của trang Chân dung quyền lực, trước Đại hội 12 cho biết, khi còn là giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, bà Trà đã lọt vào mắt xanh của ông Tô Huy Dứa, cựu trưởng ban tổ chức trung ương, một nhân vật đặc biệt quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên từ đó, bà Trà thăng tiến nhanh như tên lửa. Bà Trà cũng là chị gái của một nhân vật đình đám, ông Phạm Sĩ Quý, người xây dựng dinh cơ đồ sộ ngay trên vùng đất vốn là đất rừng và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Yên Bái. Vậy mà ông Phạm Sĩ Quý vẫn được chị gái bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Nhiều ý kiến cho rằng mối quan hệ ruột thịt giữa ông Quý và bà Trà chính là bệ phóng đưa ông lên chiếc ghế hiện nay, bất chấp dư luận khẳng định ông Quý chưa đáp ứng đủ điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, về giáo dục, vì lúc bấy giờ vẫn còn đang học lớp quản lý nhà nước. Ông Tổng Bí Thư thì nói rằng không để lọt vào trung ương người cơ hội chính trị tham vọng quyền lực. Thậm chí Thanh tra Chính phủ vào năm 2017 cho biết sẽ tiến hành thanh tra nguồn gốc tài sản của ông Phạm Sĩ Quý. Nhưng vì ông Phạm Sĩ Quý là em trai của bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, nên cuối cùng tất cả đã chìm xuống. Còn bà Trà thì vẫn thăng tiến như diều gặp gió vậy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không ít lần đã nhấn mạnh rằng kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xô nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh và lợi ích nhóm. Song dư luận vẫn khẳng định bà Phạm Thị Thanh Trà thăng tiến tột bậc bởi có sự bảo kê của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tổng Bí thư nghĩ sao về những dư luận này? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay với bản tin Vai trò của Tổng Bí thư Trọng với sự thăng tiến bất thường của bà Phạm Thị Thanh Trà. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.